Ngày 18 tháng 2, Đại tá Kathy Wilkinson, người đứng đầu bộ phận quan hệ truyền thông của Lục quân Mỹ cho biết, Thiếu tướng Stephen Maranian bị đình chỉ công tác vì cáo buộc có hành vi đụng chạm không phù hợp với một nữ học viên dân sự. Thiếu tướng Maranian là hiệu trưởng một trường học của Lục quân Mỹ, cơ sở đào tạo chuyên nghiệp cho các lãnh đạo quân sự và dân sự Mỹ cùng sĩ quan chỉ huy nước ngoài. Thiếu tướng David C. Hill, phó chỉ huy công binh Lục quân Mỹ, được chỉ định thay thế vị trí của Maranian sau khi sĩ quan này bị đình chỉ công tác. Cáo buộc nhằm vào Maranian được đưa ra trong lúc Lục quân Mỹ tập trung xử lý nạn quấy rối và tấn công tình dục trong quân chủng. Nỗ lực này được đẩy mạnh hơn sau khi một báo cáo công bố hồi tháng 12 năm 2020 cho biết, căn cứ Fort Hood tại bang Texas thất bại trong việc trừng phạt những người chịu trách nhiệm cho hành vi quấy rối và hành hung cũng như giám sát binh sĩ.